Dạ, cảm ơn sếp. Cũng nhờ anh, chứ em mà trông chờ vào mấy đứa nhỏ không biết buổi tiệc sinh nhật của em nó ra thế nào nữa. Chuyện này nhỏ mà Vi, quan trọng á là Vi vui. Dạ, em vui mà. Thôi cũng trễ rồi, anh về đi. Còn dọn dẹp bữa tiệc. À không sao đâu, để em dọn được mà. Thôi, để anh phụ. Không, dạ thôi, tiền nhiều thì để lo cho mẹ, lo cho cuộc sống của anh đi. Mấy chuyện này đơn giản mà. Anh hiểu rồi, vậy thì để anh phụ em nha. Chị à, cô chịu ra rồi hả? Tôi tìm cô sáng giờ, cô bước ra đây cho tôi. Bước liền ra đây. Ủa, nè, hai anh kiếm ai vậy? Thì bước ra đây rồi nói chuyện. Kiếm tường chi, tôi đâu có quen hai anh đâu. Cô có thể không biết tôi, mà cô biết anh Mười Cầu Muối không? Mười Cầu Muối là ai chị? À, chú chị, chú của chị. Không, chú cháu vậy, cô giỡn mặt với tôi đó hả? Hai anh, nói nghe nè, để tôi đưa bé em tôi đi học đã. Rồi anh ra quán cà phê đi, mình nói chuyện cho thoải mái ha. Ê, tôi không có giỡn mặt với cô nha. Tôi đi đòi nợ, chứ không phải tôi đi uống cà phê. Trời ơi, chị muốn nữa hả? Cô giỡn mặt với tôi hả? Cô mượn nợ của anh Mười Cầu Muối rồi cô tính quịch hả? Chẳng những mượn nợ mà còn là mượn tiền góp mà không trả luôn. Sao chị mượn tiền trả góp chứ vậy? Trời ơi, chị khổ quá mà, đừng có hỏi nữa. Hai anh, mình từ từ mình nói nha. Để tôi gặp anh Mười tôi nói chuyện sau anh ha. Không được. Anh Mười Cầu Muối dặn tôi rõ ràng là qua đây lấy tiền của cô. Còn không để cô đi rồi cô trốn rồi sao? Tôi không có đùa ý cô nha. Anh ơi, em sắp chỉ học rồi. Cho tôi đưa con bé em tôi đi học đi. Rồi mình nói chuyện tiếp nhanh nha. Không có học biết vậy đó. Anh dặn tôi là phải ra đi lấy tiền của cô, không có được để chậm trễ. Trời anh ơi, anh làm trễ học con bé là anh có tội đó. Bây giờ tôi mà không lấy được tiền của cô là tôi có tội với anh Mười á. Cô hiểu không? Vậy sao chứ chị? Ok, vậy tôi tính vậy nha. Bây giờ hai anh về đi rồi tôi ra. Em thấy nó đúng á, mấy mình đi về đi cho người ta ra. Ê, mày giỡn mặt với tao. Đi đòi tiền kêu đi về. Bây giờ một là cô trả tiền cho tôi, hai là cái thứ hóa chất lỏng độc hại này dính lên người của cô. Bây giờ cô tin không? Dạ. Anh ơi bình tĩnh đi anh ơi, mình chuyện đâu còn có đó mà anh. Bây giờ tôi cho cô 3 tiếng đếm. Dạ. Cô không bước ra là cô lãnh đủ. Một. Anh ơi. Hai. Anh ơi. Ba. Trời ơi. Sếp. Ê, trả tiền cho tôi chứ. Quái nợ người bao nhiêu? Tôi sẽ là người giải quyết. Wow. Xoái ca ha. Anh hùng cứu mỹ nhân đồ. Sợ không? Có gì đâu mà sợ. Có gì đâu mà sợ. Cái này á đâu có phải axit mà là nước tinh khiết, tốt cho sức khỏe lắm á. Hù hôi. Ê, hù cao hả mày? Cảm ơn em. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nhờ anh mà bọn giang hồ không có làm được gì em hết. Chuyện nhỏ mà em. Mà sao anh đến đúng lúc quá vậy? Anh muốn gặp Vi. Gặp em cả ngày ở công ty không chán hả? Anh muốn ngày nào cũng gặp Vi, giờ nào cũng đối diện với Vi. Anh uống nước đi. Vi nè, thật ra hôm nay anh mới có đủ can đảm đến gặp em. Từ cái lần đầu gặp em ở buổi phỏng vấn á, anh đã biết em chính là mẹ của các con anh. Vi à, làm vợ anh nha.
Ô, sếp ơi, anh sếp, anh ơi, anh biết là hơi nhanh, nhưng mà đúng người, đúng thời điểm, chuyện nhanh chậm không quan trọng. Cái gì vậy? Không được đâu anh ơi. Sao vậy? Chắc anh cũng biết cái tình trạng của em mà. Em là người có bạn trai rồi, và hiện tại em đang chăm sóc cho cháu và cho con của người yêu em nữa. Em đâu phải là gái mới lớn đâu. Anh biết chứ, thậm chí anh còn hiểu rất rõ về em. Em đã phải làm tất cả để lo cho cái gia đình này, thậm chí cả việc vay mượn bên ngoài để lo cho con, cho cháu người yêu em. Người phụ nữ như em á, anh biết phải tìm ở đâu hả Vi? Anh ơi, em không cần phải trả lời. Anh sẽ đợi. Chắc chắn là anh sẽ đợi. Và khi nào cũng được. Em không cần thời gian đâu. Em sẽ trả lời liền. Em không đến được với anh đâu. Sếp, làm ơn đừng thương em. Chết rồi, chết rồi. Lần này là chú Tùng mất bồ thật rồi. Mà tôi nữa, tôi là tôi sẽ bị bà đi bà giết chết vì cái tội là kỳ đà cản mũi không thành công nữa. Nghĩ lại soái ca là có thật, dám hy sinh cả thân mình để cứu cả nhà vậy đó. Tới tôi chắc tôi chết mê, chết mệt mất. Cái gì? Thật đó hả? Trời ơi, Đào Đào ơi, bà thì bà sắp mồ côi bồ của ba của bà, còn tôi này, tôi sắp bị mồ côi con bạn gái Việt Thi mất. Nhảm nhí, mồ côi đồ. Nhưng mà nói gì thì nói, thì chú Tùng với cả chị Vi này cũng đã đi qua với nhau bao nhiêu chuyện vui buồn. Tôi nghĩ là cái ông chú đó không có cái cửa gì với chị Vi đâu nhá. Không ngờ chị Vi lại lâm vào cái tình cảnh nợ nần vậy. Chắc là tại vì những đứa con từ trên trời rơi xuống nhà ba tôi. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Bà Đào, bà biết gì chưa? Một bộ phim nào hay dù có đẹp đến mấy thì cũng phải có hồi kết. Mà chẳng lẽ câu chuyện tình đẹp giữa chú Tùng với cả chị Vi sẽ kết thúc tại đây hay sao? Ê, bà có dự định gì cho tương lai chưa? Chắc là tôi về quê quá à. Còn việc thi chắc cũng về luôn đúng không? Tôi cũng không biết nữa. Tại vì từ hôm qua đến nay tôi chưa dám báo tin cho bà ấy nữa. Tại vì tôi biết là chị Vi với cả Việt Thi ấy thân với nhau lắm. Tôi sợ bà sẽ buồn mà buồn chết luôn á. Có ai nói ông vô duyên chưa? Ta đang rối còn làm cho rối thêm nữa. Hello. Hello hai đứa. Có chuyện gì vậy? Chị mới có chuyện á. Trời ơi, Đào Đào, nhìn kìa. Nhẫn, sao mẹ Hoa. Vậy là từ nay tôi sẽ mồ côi bạn gái Việt Thi rồi hay sao? Chị Vi, chẳng lẽ chị quyết định lại vậy sao? Cái gì? Tất cả thứ tình cảm từ trước đến nay của chị và chú Tùng sẽ tan thành mây khói. Và trước đấy nữa, Việt Thi trước khi đi có dặn chị như nào? Chị bỏ ngoài tai hết à? Chị Vi, em đã cho Winner giám sát chị rồi. Chị không được thay lòng đổi dạ. Em sẽ căm ghét chị mãi mãi. Nếu như chị dám phản bội chú Tùng, chị nhớ đó, em sẽ ghét chị. Ghét chị. Chị suy nghĩ kỹ chưa? Mặc dù là ba Tùng không có giàu bằng cái chú đó thiệt, với hai đi công tác rồi bỏ chị ở nhà gánh vác cả gia đình, rồi còn chăm sóc cho hai đứa em nữa. Bà đừng có so sánh nữa đi. Tất cả những chuyện này từ đầu là tại ai? Là nhờ bà ấy. Tất cả mọi chuyện đang rất yên bình, tự nhiên bà xuất hiện lại thêm gánh nặng cho chị Vi nữa. Rồi cái gia đình này sẽ làm sao nữa? Trời đất ơi, hai đứa đang suy nghĩ cái gì vậy? Tất cả những cái món quà này là ba Tùng của em tặng cho chị đó. Ủa, là sao chị? Bỏ rơi cái gì ở đây? Sao em tưởng chị nhận lời cầu hôn của cái chú Bảo đó rồi?
Thật ra thì sếp Bảo cũng là mẫu người đàn ông lý tưởng của chị. Nhưng mà mẫu người đàn ông không hoàn hảo giống như ba em mới là gu của chị. Yeah. Vậy là từ nay tôi sẽ không còn mồ côi Việt Thi nữa rồi. Tôi cũng vậy luôn. Vậy là tôi sẽ phải nhanh nhanh về nhà thông báo cho Việt Thi. Chắc là bà ấy mừng chết đi mất. Thôi em về trước nha, bye bye, bye. Em muốn lên phòng nha chị. Trời đất ơi, hai cái đứa này thiệt tình. Anh Tùng hả? Em đã nhận được rồi. 20 triệu bó hoa và cả chiếc nhẫn của anh nữa. Cảm ơn anh nhiều nha. Bận rộn như vậy mà vẫn chu đáo với em ghê. Em nói cái gì vậy? Anh đâu có tặng cái gì cho em đâu. Không phải anh gửi hả? Vậy cái quà này của ai?